Xin chào Hoàng Thắng, trước hết là chúc mừng bạn với số điểm 855 điểm TOEIC mà bạn vừa đạt được vừa qua. Một số điểm không hề nhỏ với một bạn sinh viên bách khoa, phải không nào? Vậy thì Thắng ơi, bạn có thể chia sẻ cho các học viên của NC biết là bí quyết ôn luyện TOEIC của bạn ở từng kỹ năng một, nghe và đọc, cũng như là ở ngữ pháp và từ vựng, và bạn đã dùng những cuốn sách gì trong quá trình ôn luyện vừa rồi? Em rất là cảm ơn NC đã cho em cơ hội có thể được chia sẻ rất là nhiều điều về quá trình luyện thi cũng như là cách học tiếng Anh của em về trong cái kỳ thi TOEIC vừa rồi. Em đã đạt 855 điểm. Về thứ nhất là có thể là về cách học của em về các kỹ năng thì đầu tiên thì tiếng Anh đến với em rất là tự nhiên. Em rất là may mắn khi có được độ khoảng 2-3 sở thích gì đó gắn liền với tiếng Anh. Khi đó thì em sử dụng nó và em thực hành tiếng Anh hàng ngày. Em nghĩ rằng là một trong cái điều mà khiến cho một người nào đó có thể tiếp cận với tiếng Anh một cách nhanh nhất đó là hãy sử dụng nó hàng ngày, hãy yêu thích nó. Nếu như bạn không hẳn là yêu thích tiếng Anh thì bạn hãy tìm một cái sở thích nào đó liên quan đến tiếng Anh và thực hành nó hàng ngày. Thì đối với em cụ thể là listening và reading. Reading thì em là một sinh viên kỹ thuật thì em cảm thấy là rất là nhiều khi mà em cứ phải đi tìm các cái tài liệu về để phục vụ cho việc học tập của mình. Thì cái quá trình mà em tìm hiểu, tìm cái tài liệu để phục vụ cho học tập thì sự thực là cái tài liệu tiếng Việt chỉ chiếm độ khoảng 30%. Mà em có thể search trên Google một cách nhanh nhất thì em sử dụng tiếng Anh và như thế là nó đến rất tự nhiên khi mà em bắt đầu sử dụng tiếng Anh để tìm kiếm cái tài liệu học cho mình thì lúc đó nó mở ra một cái chân trời mới và cái kỹ năng reading của em cũng tăng lên từ đó. Cái listening cũng như vậy, em cũng là một người rất là thích nghe nhạc, rất là thích xem video, rất là thích điện ảnh. Thì những cái việc mà em làm cái sở thích của mình hàng ngày thì nó phục vụ rất là tốt cho em. Nhưng mà em cũng cảm thấy rằng là cái việc mà bạn study hard, cái bạn 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 học một cách rất là intensive, rất là làm với cường độ cao cũng sẽ giúp cho bạn tăng được cái trình độ tiếng Anh của mình, ít nhất là đối với cái mục tiêu mà đạt được điểm số cao trong TOEIC. Thì như cái đợt mà em đã thực hành và tự luyện tập để ôn luyện TOEIC như vừa rồi thì em chủ yếu sử dụng các cuốn sách của Actual Longman TOEIC Test. Em thực hành, em nhớ lại cái khoảng thời gian mà em đã thi đại học. Cái lúc đó là cái khoảng thời gian mà thi thử một cách cực kỳ là với cường độ cao thì em cũng áp dụng y hệt như thế ở trong cái đợt luyện thi TOEIC này. Còn như em đã nói thì là cái tiếng Anh nó đến với em một cách rất là tự nhiên, em sử dụng nó hàng ngày cho nên là em cảm thấy cái mà mình đạt được cái điểm số cao trong TOEIC này nó cũng quan trọng nhưng mà nó không phải là quan trọng. Em rất thích một câu nói đó là cái quá trình mà bạn đi đến cái đó mới là cái điều quan trọng, còn cái kết quả nó chỉ là một trong những cái phần thưởng cho một trong những phần thưởng của cả cái quá trình luyện tập đó. Thì em rất là muốn còn một cái tip nữa mà em cảm thấy là sẽ có ích mà em cho các bạn mà em đã tự ngộ ra được, đó là bạn bạn học bất kỳ một cái điều bất kỳ một cái gì đó thì bạn bạn một cái công cụ mà giúp cho bạn nhớ rất lâu, giúp cho bạn học một cách rất hiệu quả đó là cảm xúc. Bạn cứ thử nghĩ lại mà xem tất cả những cái lần nào đó mà bạn nhớ lâu một cái điều gì đó nó đều gắn liền với cảm xúc, như là bạn thích thú, bạn cảm thấy excited thì các cái cảm xúc đó nó hỗ trợ một cách rất là tốt. Trong những cảm xúc đó thì có một số cảm xúc không hoàn toàn là nên sử dụng thường xuyên, ví dụ như là cáu giận hay là xấu hổ. Hai cái cảm xúc đó thì
Thật sự là nó cũng giúp cho bạn nhớ rất lâu một cái gì đó. Nhưng mà em nghĩ là nếu như trong quá trình luyện tập của bạn, nếu như các bạn tập trung vào cảm xúc, ví dụ như là những cảm xúc rất là dễ tạo ra, ví dụ như là hưng phấn, vui vẻ, yêu thích và đặc biệt là tò mò, thì sẽ tạo cho bạn một cái động lực rất là lớn. Và khi mà bạn đã có những cái thành công ban đầu thì cái lúc đó mà bạn bạn có thể sử dụng cái tiếng Anh như một cái công cụ của mình, thì lúc đó bạn sẽ càng ngày càng yêu thích và càng ngày càng sử dụng tiếng Anh hàng ngày. Và như thế thì cái quá trình mà luyện thi TOEIC của bạn sẽ giảm đi, sẽ giảm đi về cái mặt thời gian và công sức rất là nhiều. Khi khi đó thì em nghĩ rằng mọi người sẽ thành công. À, được biết là Thắng khá là có duyên với NC khi mà biết đến NC qua một cuộc thi hát của sinh viên. À, bạn được giải thưởng và được nhận một học bổng, học một khóa học tại NC và bạn đã chọn khóa IELTS Fighter A với mục tiêu đầu ra là 6.0 và điểm đầu vào là 5.0. À, và bạn đã học cùng với hai thầy cô giáo của NC là cô Hồng Giang và thầy George người Úc. Thì không biết rằng là những kiến thức cũng như là những cái kinh nghiệm, những kỹ năng được học qua khóa học IELTS có giúp ích gì cho bạn trong kỳ thi TOEIC vừa rồi hay không? Cái thời gian mà em được học khóa IFA của NC thì là một trong những khoảng thời gian mà em cảm thấy rất là hữu ích. NC là một trung tâm rất là mọi 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 cái công việc hoặc là mọi cái sự đào tạo ở NC đều rất là có tổ chức. Và em cảm thấy các giáo viên ở NC cũng vậy, họ tâm huyết, họ tạo cho cái học viên một cách rất là thân thiện, một cái rất là thân thiện, một cái gì đó cởi mở. Và đó là một trong những cái điều rất là quan trọng trong cái quá trình học tiếng Anh. Thì tại lớp đó thì IFA, thì tại vì là IELTS thì có đặc điểm là thực hành cả bốn kỹ năng, cho nên là cái kỹ năng speaking và writing của em vốn là hai điểm yếu mà hồi đó em rất là cảm thấy rất là không tự Lo tin lo lắm. lắng đúng không? Thế thì em đã cải thiện rất nhiều từ hồi đó. Reading và listening thì của IELTS tuy có phần là khó hơn của TOEIC một chút, nhưng mà nó có một cái điểm chung, đó là các cái bài đọc và các bài nghe, các bài đọc đã thì rất là dài. Và bạn không thể đọc hết được nếu như mà cái khoảng thời gian của cuộc thi không cho phép. Và cái kỹ năng skim and scan từ hồi đó em đã học được của IELTS, em đã áp dụng rất là tốt ở trong cái cuộc thi TOEIC. Và nó dạy cho em rằng là ngay khi mà bạn đọc một cái câu reading của TOEIC, đây là nó riêng về cái phần cuối cùng của bài thi, thì bạn phải đặt cái công suất của mình 100% ngay từ cái giây đầu tiên bạn bắt đầu đọc cái câu đó. Và cứ mỗi một câu bạn đều làm như vậy, đều skim, đều scan, đều tìm ra những cái keyword để phục vụ cho cái việc việc trả lời câu hỏi đó của bạn, thì bạn càng có nhiều thời gian. Cuộc chiến của TOEIC vốn là cuộc chiến thời gian, và bạn càng tự tin bao nhiêu, bạn càng tập trung bao nhiêu, thì cái kết quả của cuộc thi nó càng càng tốt bấy nhiêu. Về listening thì listening cũng vậy. Listening cái mấu chốt ở đây là một cái sự tập trung cao độ. Bạn có thể bỏ lỡ một từ thôi và bạn đã không thể thể hoàn thành cái câu 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 hỏi về listening đó, hoặc là bạn nghĩ rằng bạn đã làm đúng nhưng mà bạn thực ra thì là bạn đang không làm đúng câu đó. Thế thì đó là sự tập trung, đó là sự luyện tập hàng ngày. Tiếng Anh là một sự luyện tập hàng ngày, cả một quá trình dài. Thì nếu như mà bạn trau dồi cái vốn listening, listening vốn là một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong vô số bốn kỹ năng đó mà bạn có thể dễ dàng học được ngay và mang lại cho bạn một cái lợi ích rất là tốt. Thế thì bạn hãy trau dồi cái kỹ năng listening của mình hàng ngày và thật thật sự tập trung. Trong hãy hãy tìm bất kỳ một cái thông tin gì đó là trên mạng internet hoặc là trên đài báo hoặc là bất kỳ ai mà có thể giúp cho bạn tăng cái sự tập trung của mình, không chỉ với tiếng Anh. Hai cái đó kết hợp lại
là sự tập trung và cái trau dồi cái kỹ năng hàng ngày của bạn, thì chắc chắn rằng bạn sẽ thành công trong cái kỹ năng listening và reading TOEIC. Hình như là Thắng vô cùng có duyên với NC khi mà tốt nghiệp một khóa học tại NC và quyết định trở thành một nhân viên part-time vào buổi tối. Tuy thời gian làm việc không lâu lắm, và lúc đó thì Thắng mới là một sinh viên năm thứ hai, một cậu chàng mà hình như có vẻ là khá là công tử bột, chưa đi làm ở đâu bao giờ, và rất là có vẻ rất là non nớt. Thế thì so với Thắng hiện tại, một người chuẩn bị ra trường và trở thành một kỹ sư điện lạnh, thì không biết rằng là những khoảng cái khoảng thời gian làm việc tại NC có đem lại cho bạn nhiều kinh nghiệm trong công việc, cũng như là những kinh nghiệm sống để làm hành trang cho bạn cho sự nghiệp sắp tới hay không? Em rất là muốn chia sẻ chân thành, cái thời gian mà làm việc tại NC thật sự là một cái thời gian rất là quý báu với em. Nhất là cái lúc nhất là bây giờ, hiện tại bây giờ em đang đứng trước cái ngưỡng cửa ra khỏi tốt nghiệp của trường đại học, thì cái việc mà nó đã cho em, NC đã cho em một cái kinh nghiệm rất quý báu về một môi trường làm việc thực sự là như thế nào, một cái những cái điều mà mình vốn là một cái sinh viên mà chưa va bắp gì, mình cái cách nghĩ của mình nó khác hẳn với cả cái môi trường làm việc về sau này như thế nào, thì NC đã cho em một cái cơ hội rất quý báu. Và tất cả những cái CV sau này mà em đã apply vào các công ty thì em đều có đề cập đến NC, tại vì thật sự trong trong tâm của em thì NC đã cho em một cái kinh nghiệm rất tốt về tiếp cận với cả các môi trường làm việc sau này. Hồi đó là việc ở NC thì em cũng có rất là nhiều kỷ niệm vui, rất là nhiều cũng có những cái điều mà em cái ở cái thời gian đó thì em với cái suy nghĩ vẫn có thể là vẫn còn non nớt, cho nên là em đã đánh giá sai về một số cái những cái áp lực của công việc. Nhưng hiện tại thì thực sự là em đã nhìn ra và nó cho em rất là nhiều kỹ năng hoàn thành công việc, kỹ năng giao tiếp với cả mọi người, và kỹ năng sắp xếp các cái nhiệm vụ của mình sao cho để mà hoàn thành được một cách mỹ mãn nhất. Thế thì em nghĩ rằng đấy là một khoảng thời gian rất là tốt, và NC thực sự là một cái trung tâm tiếng Anh mà có thể nói là vừa tốt về mặt đào tạo và vừa tốt về mặt là một cái môi trường làm việc rất là tốt đối với các bạn trẻ, mà nhất là các bạn sinh viên đang còn trong ngưỡng cửa nhà trường. Rất cảm ơn Hoàng Thắng về những chia sẻ rất là chân thành của bạn. Hy vọng rằng những điều mà bạn đã trải nghiệm trong kỳ thi TOEIC vừa qua có thể giúp cho các bạn học viên của NC vượt qua kỳ thi này một cách dễ dàng hơn và đạt kết quả cao hơn. Xin chúc bạn thành công trong con đường sự nghiệp sắp tới, và hy vọng rằng NC sẽ tiếp tục có nhiều bạn học viên xuất sắc như Hoàng Thắng đạt được những số điểm cao trong kỳ thi quốc tế. Một lần nữa xin chúc bạn may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.